Khi tôi nghe nó nói, đầu tiên á là nó nói ông Nguyễn Khối á, là nó chửi đồ mẹ anh một cái anh đứng trước mặt tôi anh chỉ nói 3 tiếng thôi, tao là cộng sản, tao là cộng sản, tao bắn bể đầu anh liền. Tôi để cho nó quay coi thì nó nói hết câu chuyện sao nè. Cái sau lại nó nói á, anh biết là tôi có là 3.000 quân ở Việt Nam, súng nữa, súng nó chỉ coi như có sẵn bên rồi, chỉ cần là bên này là quay tôi qua là hành động thôi. Tôi nghe để cho hắn nói tiếp nè. Sau lại á tôi mới nhắn tin thái có sợ. Chào tất cả mọi người nha, chào mấy anh em quên. Cái tôi mới lên cái diễn đàn của thái Google. Bắt đầu á tôi mới nói á cái anh mà Nguyễn Thanh Hoàng đó, bây giờ anh có dám không, anh có dám không, tôi nói cho anh biết là anh có dám không, anh có dám thì coi tôi là tới liền. Ở đấy ở Mỹ nó có đảng cộng sản nha, đó mà cái quyền tôi nói quyền của tôi, mà anh tới đó nè, anh tới đó anh cầm một súng anh bị bắt rồi đó. Vì ở Cali nó không cho mang súng, nó không cấp giấy cho mang súng. Ở Utah này nó cấp giấy cho mang súng, ở Utah này nó chỉ cần là đóng 120 đô rồi nó coi cái lý lịch mình á, nó có cái gì không thì nó cho mình mang súng đó. Tôi là trong xe tôi đã đầy đủ hết, từ ống xịt cho đến bà toan xếp là chỉ có hết á. Thì thành coi như là cái đó là cái luật ở Utah họ cho mang, còn ở Cali á bây giờ họ không cho mang súng và không cho mua súng liên thanh nữa. Mà nếu anh họ không cho anh mang súng anh cầm đi tới tới nơi đó mà tìm tôi là anh chết mẹ tôi rồi. Không đó là cảnh sát nó phải bảo tôi, mà nói cảnh sát là tới đó nó hẹn tao chỗ đó đó, cái tới cái quay nó chụp thôi là một nè. Cái thứ hai á, anh nói anh có 3.000 quân ở Việt Nam có vũ khí sẵn rồi, bây giờ anh nói tôi cho anh biết, anh chỉ nói là đã thâu rồi rồi trong cái những gì anh nói là thâu rồi. Tôi nói anh bữa nay mà anh lò mặt về cái phi trường Tân Sơn Nhất á là hải quan tôi công an hải quan họ chụp anh liền, họ chụp anh thứ nhất á họ hỏi anh tàng trữ vũ khí ở trong Việt Nam này ở đâu, Nếu không mà 3.000 người là tên gì đó, anh gọi anh lên đây là bình luận đó. Cái anh đi trộn luôn trộn việc cái gì lắm. Như lắm anh tổng bị cái giờ luôn không sắp phỏ nữa rồi á. Anh nói là với anh thế mà nói là có tôi là coi như nằm trong đảng viên là đảng triều Việt với đảng triều Đại Việt đó, triều Đại Việt. Tôi nói cái đảng đó tôi cũng thể nghe ở Cali này mới thành lập rồi à. Và ai là cái người mà gọi là đầu đảng, cái từ đó chứ anh đi trộn luôn. Tôi biết là thế này, bữa nay mà Nguyễn Thanh Hoàng mà về Việt Nam mà nó bắt anh liền, bữa nay anh đừng lo đâu về Việt Nam. Anh nói là có gì có 3.000, tôi có 3.000 quân sẵn bên đó rồi, vũ khí đó súng đạn có sẵn rồi, chơi cái tôi chỉ về là hành động thôi. Đúng. Không phải là không à. Đó là mấy bữa kia mình lên mà lên cũng được rồi. Có cái chuyện ở Mỹ đấy này, tức là ở đâu cũng vậy các bạn, ở đâu cũng phải làm ăn người ta, chứ không phải ở đâu mà coi như mà ngã tay đâu đó. Thành ra mấy bữa nay á tôi nói chuyện với cái cũng vậy là coi như một cái sắc tộc người Việt Nam thôi, có nhiều sắc tộc lắm, mà nước Mỹ á bây giờ nó càng ngày càng thâm lộng rồi, thâm thủng cái tiền mà cái tiền mà coi như bị càng ngày bị người ta ăn gian nhiều quá, thành ra giờ nó mất công việc làm. Bây giờ ông Donald Trump đây nó ông đang kéo những cái thương 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 nghiệp ở ngoài nước ngoài vào á để mà người ta xây dựng lên cái sự nghiệp á, cái hàng xưởng để họ làm được. Thì á là ông đang làm cái việc này, và việc thứ hai nữa là ông khuyến khích á những người mà gian lận lâu nay á
Bởi ra ông đặt ra cái điều luật á là ai mà đi ăn ăn cắp đi shopping nha, ăn cắp hai lần cũng đuổi về Việt Nam. Đó, những cái mà mình tưởng là đơn giản lắm, nhưng mà rồi á, ở tù mà có những bắt về hành sự á, nó mà từ 2 năm trở lên á, là về Việt Nam đó, mà coi như tất cả những cái điều luật ăn gian được, ăn gian ăn lận thuế nữa nha, cũng bị đó, ăn gian hầu dinh ở ở đây nó cho cái hầu dinh là cái mà coi như nó kêu là lôn khăm, cái mà giống như mình làm ăn đủ á, họ cho cái nhà đó rồi họ giúp mình trả là đến 70%, 60%, rồi mình trả khoảng tiền 30%. À, vậy cái thành ra cái chỗ đâu á cũng làm ăn hết, chứ không phải là chỗ đâu mà coi như nó tự do ở đây. Bởi đây tôi nói là coi như hồi trước đến giờ á, nó tự do những người mà đến nước Mỹ đó họ là tự do ăn gian lận. Thì bây giờ ai cũng tới nước Mỹ đây, đầu tiên á là họ cũng giúp đỡ cho mình đầu tiên để mình đi học tiếng Anh. Như trước đây tụi tôi mà đi vượt biên qua Mỹ đấy thì coi như họ cho mình học tiếng Anh, họ cho mình mỗi người như vậy 1 tháng khoảng chừng 200 mấy á, hai trăm bảy đó. Rồi mình ăn, đối với tụi Mỹ là ăn đủ đâu, nhưng mà Việt Nam mình ăn đủ, vì Việt Nam mình ăn hay tiết kiệm lắm, Ăn ăn tiết cơm kiệm rồi thôi. đó, thành nó đủ. Thì thôi khi mà coi như là khi mà coi như mình qua đây á, là năm năm 7 năm hoặc là cả chục năm, có nhiều cái dụng như mà ông Lý Tổng á, ông qua đây ông xin cái tiền đó, cái ông học học ra kỹ sư rồi học thêm nữa, mà học thêm mà cũng làm được cái đó. Học để chi? Học để lấy cái tiền mà trợ cấp á. Vì khi mình đi học đó thì họ sẽ cho mình cái học bổng, học bổng là coi như giống như mình hoặc là mình họ cho mình vay, là khi mình học ra nghề rồi á là mình làm mình trả lại họ. Thì những cái người thành phần đã đi học á, rồi cái đi học ở bên này nó có cái dây nữa, lúc đó là coi như nếu mình vô đại học mình học á, mình vô college mình học mà mình đủ cái điểm á, đủ cái điểm thì họ cho mình cái tiền tiền scholarship đó, cái tiền mà học bổng á, họ cho thêm nữa nha, họ cho thêm nữa, giống như coi cho thêm tháng 700 nữa đó, để cho họ khuyến khích mình học đó. Thành coi như cái cuộc sống ở Mỹ đó rất là khó sống lắm. Có thiệt, nếu mà qua đây mà không nghề nghiệp, không biết tiếng Anh, không lái xe được đó là bỏ tay luôn. Nhất là xe mà bên này có người họ lái cũng được, họ vì không có đủ tiếng Anh đấy. Cái khi mà như ở ở Cali thì nó có cái bài mà để mình thi tiếng Việt, chứ còn ở Utah này không có, mình toàn thi tiếng Anh hết đó. Thì thành coi như là ở Utah này mà mình không biết tiếng Anh đó là như có một số người Việt qua đấy họ thi không đậu xe, cái thành nó đi đâu á cũng nhờ người ta chở. Mà ở xứ Mỹ đó ai cũng bận rộn hết, không có ai mà dẫn mà chở đâu. Thì bây giờ nó họ phải đi đi xe bus, đi xe bus là xe buýt á, ở Việt Nam gọi là xe buýt. Thì họ phải phải chờ, mà xe bus á thì tới đang phải đợi đúng giờ nó mới đến. Ví dụ có chuyện là 10 giờ thì có chuyện 10 giờ nó đến, hoặc là nó đến sớm hay là muộn khoảng tầm 5 phút thôi, 50 phút thôi đó. Thì họ phải đợi đó, mùa đông họ cũng đứng lạnh đó, tuyết xuống họ vẫn đợi. Phải Thành đứng cái cuộc đợi. sống nó rất là cực khổ nhá. Vì ở bên đây không xe đây, đây như chiếc xe mô tô đây, đây cái xe mô tô đây, xe mô tô đấy á thì ở Việt Nam ai chạy cũng được, hay là xe nhỏ, nhưng mà ở đây á vẫn có bằng hết luôn, có bằng mà xe 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 nơi đây nó kêu là ô tô, còn mà xe xe kia thì nó kêu xe xe car. Thì thành coi như là cái cuộc sống á mà mình sống ở ở Mỹ đấy á, là nó có 3 cái để mình cần cần được có. Thứ nhất là có tiếng Anh, thứ hai là coi như phải là có cái bằng lái xe đó, thứ ba nữa là mình phải có cái nghề nghiệp nào á cho nó vững chắc. Giống như cái tôi nói các bạn nghe này, cái nghề nail á, hồi trước mà coi như chưa có cái nghề nail á, mà tôi qua là cái nghề cỏ,
người Việt Nam mình làm rất thành công. Yeah. Vì người Mỹ họ không chịu là coi như cái ra ngoài trời làm rồi, hay là cái nhà mà họ nuôi chó bự á, cái chó như vậy đó, thì mỗi tuần như vậy nó dọn 2 lần, thì họ làm rất là nhiều tiền. Yeah. Rồi dần dần đó nó sinh sản ra các cái nghề khác, rồi qua cái nghề neo, và bây giờ là cái nghề neo là cái nghề hot nhất ở nước Mỹ này. À, nước Mỹ. Đó, cái nghề neo bây giờ đi đâu mà đi ra cái ra khỏi Cali thôi, mà đi đâu cũng làm có tiền hết đó, ra khỏi Cali. Yeah. À, đi đâu còn làm có tiền, mà đi càng xa vùng vùng sâu vùng xa thì càng làm có tiền. Là càng làm có tiền. Yeah. Thì khi mình á, mình làm bất cứ một cái nghề nào ở trên đất Mỹ đây, như các bạn á ở trên những cái face mà nói với, cứ chê người này làm nghề này, nghề bánh mì rồi nghề neo rồi nghề cọ rồi hay là nghề xây dựng, cái chê này nghề nọ. Nhưng mà trên thế giới này không có cái nghề nào mà mình chê hết á. Nếu không có cái người á, dọn rác á, thì làm sao sạch đường? Sạch được đường, dạ. Mà không có người chui cầu tiêu thì làm sao coi như mà sạch cầu tiêu công cộng cho mình ngồi. Dạ. Thì ở trước đây á, có một ông Mỹ nha, ông vô, ông đại văn đi, văn đất đại. Rồi cái ông bị lấy cái giày ông lau tay ông giục cho nó rượt ra ngoài. Nhưng mà cái người đó tôi nghĩ là không phải là người Mỹ chính cộng đâu. Vì người Mỹ chính cộng là họ, họ đàng hoàng lắm. Dạ. Thì á, thì cái bà đó, thì bà nói, excuse me, can you pick up the paper? Thì nó nói, bà nói là, mày vui lòng nhận cái giấy lên á. Vì bà thấy người Mỹ nó có hay lắm. Nó thấy là nó nói liền. Yeah. Thì cái bà giờ dọn rạc đó, làm vệ sinh đó, bà nói vậy. Cái thằng này á, với chị nó mặc của nói là you work the dirty job. You have to pick up, not me. Nó nói là mày làm công việc dơ dãy, mày lấy lên chứ không phải là tao. Yeah. Đó, một câu nói đó thôi. Mà cái thằng Mỹ ở bên đó, nó tới á, nó hế liền, hế được mặt cái thằng Mỹ đây liền cái này. Hey. Có vẻ kỳ thị không? Nó nói là you set up your mouth, là có nghĩa là mày cấm cái miệng mày lào đi. Rồi hẳn với kêu tụi security nơi sân bay đó. À, tới là lập biên bản. Và bà này á, có quyền su, có quyền thư kiện á, cái ông này. Yeah. Vì nhục mạ cái công việc của bà. Ừ. Thành với các bạn á, đừng bao giờ so sánh những công việc nào mà để cho làm tổn thương của họ. Vì họ đã làm á, tôi cũng nghe thấy một cái chương trình mà coi như tìm những cái dòng cá, mà cái anh đó là anh hột rạc đó, nhưng mà anh cũng coi như thấy là cái cầu đó còn thanh niên, còn cái mấy tuổi á, cậu làm cái công việc hột rạc hàng ngày ở giữa đường. Thì lúc đó cậu vô thi tuyển cái dòng cá thì yeah. cậu nói, nhưng mà coi như cậu nói là tại sao em vô đây mà để mà em muốn thi dòng ca đây, tại vì em cảm thấy mấy người họ khinh thường em á, là người hột rác á. Thì đó là làm cái người mà khinh thường cái người đấy á, thanh niên này hột rác á, là cái người đó tôi cho là vô tri thức. Và những người nào mà khinh thường từng cái công việc của họ là điều vô tri thức hết á. Đó, vì cái nghề nào nó cũng là công việc, nào cũng là công việc thôi mà. Dạ đúng anh, yeah. Nghề nào cũng là nghề hết mà. Đó, chỉ có cái nghề mà cái nghề bị ăn trộm ăn cắp á, hay là cái nghề nào mà coi như vô lương tâm á, thì đó với nghề đó là chúng ta cũng nên lên án. Đó, chứ còn tất cả cái nghề nào nó cũng là tốt đẹp hết. Nó có người cái nghề thấp để nó phục vụ cho cái người bác sĩ kỹ sư, có người làm ra cái giấy để phục vụ cho người luật sư viết. Yeah. Thì thành ra nó tương tự với nhau hết. Thì thành các bạn đừng có coi như cứ chế cái nghề này rồi nói ở cái thằng này thằng bán bánh mì, thằng cái làm neo, thằng đấy thằng cực thở tấp, thằng đấy là coi như thở này thằng nó, hay là thằng nấu phở nó đồ nữa. Mình đừng cái yeah. Mình đừng cái coi như dùng cái đó. Tôi cho những cái hạng người đây là vô tri thức. À, những hạng người mà nói như vậy là vô tri thức. Vì cái con người á, mình phải nhận thức được á, là công việc của họ, họ làm họ để sinh nhai, chứ họ họ không phải là họ ngã tay họ xin mình, đúng không? Dạ, đó. Họ làm đúng làm rất đậu họ làm mì. từ từ
từ công sức của họ, dạ. Chứ không họ không sao không ngửa tay xin đồng tiền. Đấy. Đó là cái mà chúng ta nên á, là mình nên tự trọng với nhau. Mình lên coi như nói chuyện với nhau ở trên một cái phay cho nó tốt đẹp. Chứ nếu mà chúng ta cứ xử với nhau á, mà cứ hạ nhục với nhau, hoặc là mình cứ chiến tranh miệng với nhau hoài đó, thì biết bao giờ mà coi như mà người Việt Nam ngồi lại. Dạ đúng rồi. Tại vì cái gì cũng thế. Thật ra em nói rằng là mọi chuyện nó đã qua, bây giờ mình nên đóng góp với nhau, thì mình ngồi mình nên chia sẻ với nhau những cái điều gì thôi. Chứ còn bây giờ mình ngồi cứ, em thấy giống như lúc nãy em nói, các anh chị bên kia cứ khi em vào diễn đàn khác, mình nói chừng hai câu thôi là bắt đầu quay qua chửi mình rồi. Mà trong khi đó là các anh chị đó, bây giờ em mới hỏi ngược lại là bây giờ nếu như trường hợp các anh chị theo đảng phái nào đó là việc của anh chị, còn em theo ai việc của em, không có liên can hết. Mình chỉ nói chuyện với nhau trên cái quan điểm là mình chỉ xã giao, còn mà còn cái cá nhân của em đó là cái chuyện của em. Ai ơi, vì thấy không, cái tiền của tôi này đó, nó rộng thênh thang luôn á, nó phải có là khoảng chừng 400 mét vuông, 400-500 mét vuông nữa. Cửa đó chứ mình lên nói chuyện gì vì... em chờ đi chưa gì lên nói chuyện với nhau là bắt đầu là khích bác với nhau, rồi bắt đầu mang những người đã khuất ra nhục mạ để xem phản ứng tại, của mình như thế nào. Ở cái chỗ mà coi như là cái shopping ở đây không, cái chỗ đây đất rồng rải rồi tìm tụng nó thoải mái lắm. Dạ. Đó, bên kia thấy không, thấy là coi như là cái chỗ mà người ta làm việc không. Dạ. Có nhà hàng Việt Nam ở đây này, cà phê Trang này. Dạ. Cuộc sống là coi như là mình á, như thế nào mình thấy cái đất nước Việt Nam mình đó, nó càng ngày càng phát triển rất là mạnh. Đó, mà càng phát triển mạnh thì cái mình càng vui mừng chứ. Tại sao mình lại buồn? Thì mình nói là coi như cái này rồi. Bây giờ mình đừng có bao giờ á nói đến cái vấn đề mà cướp đất cướp đai hay là quay cái thời đó nữa. Bây giờ nó đã quá rồi, không? Cái gì nó cũng là coi như là nó qua 43 năm ấy rồi. Bây giờ mình cứ nói lại cái chuyện mà xa xưa rồi, nó xưa qua đi. Dạ. Đó, với cái lại nói là... cái... Còn cái việc nữa là cái người dân. Bây giờ cái nhu cầu của nhà nước, họ muốn trưng dụng một đất đai của người dân để họ làm một cái công trình công cộng, hoặc là họ phát triển cái khu đô thị hay là như thế nào, thì người dân mình hy sinh một chút cái quyền lợi cá nhân của mình để đóng góp cho đất nước, đóng góp cho cộng đồng. Thì các anh chị kia nhìn vào những cái điều đó thì trước tiên mình khuyên người họ đã. Bây giờ thôi, đất nước phát triển thì cái nhu cầu của nhà nước họ cần, thì thôi mình cố gắng mình đóng góp cái bản thân mình. Họ không giải thích, họ không, nhưng cuối cùng họ lại còn xúi người dân là các anh làm điều đó đúng, chính quyền đang cướp đất các anh, để cho người này kích động cái tinh thần người này lên. Thì em thấy một cái điều đó thì làm vậy chả giúp ích gì được, mà ngược lại càng mang một tiếng xấu hơn. Cái cướp đất cướp đai á, cứ chụp vào á cái nhà nước để mà coi như mình á là bung cái tiếng xấu ra cho đất nước Việt Nam mình, cái nhà cầm quyền ở Việt Nam mình đó. Thì á, mình cứ nghĩ rằng đây, nếu chúng ta không có quy hoạch lại đất đai lại như các cái ổ chuột đó, như nhà các cái chủ đó, mà cứ để như vậy hoài á, thì nó ảnh hưởng cái thành phố ở lân cận đó. Thì bắt buộc họ phải là quy hoạch lại, và họ làm như thế nào bồi thường họ một số tiền để mà họ ở dư. Tôi nói là coi nên xây họ một cái chung cư để cho, thì có một số người họ chịu ở, có một số người họ không chịu. Những cái chỗ mà họ không chịu đây á là họ muốn tạo cái tiền xấu cho nhà nước. Dạ đúng rồi. À, tiền xấu cho nhà nước. Mục đích của họ là vậy. Chỉ là vậy. Tạo cái tiếng xấu để mất uy tín trên cái thương trường quốc tế mà thôi. Nhưng mà dù sao nữa, cứ chỗ nào mình đi ra khỏi chứ nước hay là trong nước, em nghĩ là thì mình đi ở bất cứ chỗ nào, ở ngoài nước hay là trong nước, mình là người Việt, người Việt Nam, thì nếu mình á ủng hộ một cái thể chế nào, một cái đất nước Việt Nam mình, cho dù cái thể chế đó họ có làm gì trước này, mà bây giờ họ làm tốt thì quay mình vẫn ủng hộ. Dạ, cái đó là cái chuyện đấy. Đấy, thế còn những cái chuyện chỉ xa xưa, bây giờ có trở lại được không? Nó thẳng và nó thua, nó thực tế như vậy rồi.
Và cái chuyện mà coi như cũng người buồn người vui á, nó cũng xảy ra rồi. Và chúng ta đấu đá nhau á, mấy bốn mươi mấy năm nay cũng đấu đá rồi. Thì đó, thì đó những cái mà chúng ta cần nên á, suy nghĩ lại. Và đừng cho những cái sự mà coi như gọi là díu những cái tiếng xấu lên cho đất nước Việt Nam mình. Bây giờ cái bộ máy cộng sản nó chứ trong ruột họ không có nữa. Nếu mà cộng sản thì họ đâu có giao dịch ở trên 100 mấy chục nước ở trên thế giới này, đúng không? Đó, dạ, như coi như đó thì thành ra coi như cái chỗ mà khi mà quay đất nước Việt Nam mình họ đi giao dịch, như tôi vừa qua tôi nói về cái thằng thị trường Tạ Đức Trị ở Cali á. Đó, một cái thằng thị trường mà dân cái thành phố đã bầu lên, thì cái trách nhiệm hẳn là gì, làm gì là phải lo công việc, phải đi ký hợp đồng những cái chỗ mà có như bất cứ một nước nào đi đến đó muốn làm ăn, à, muốn kinh doanh hay là muốn đưa hàng hóa vào đó hay muốn làm gì ra để cho tạo công việc làm cho người dân ở đó, là trách nhiệm của người thị trường như vậy. Chứ không phải là trách nhiệm của người thị trường đưa lên rồi rồi chống cộng rồi như China hay là Việt Nam qua mà ký kết về làm ăn là họ chống lên. Thì em đơn cử họ nhìn theo những cái một cách tiêu cực, chứ họ không hề một tính cách xây dựng. Thì chính vì điều đó nó mới sinh ra những cái suy nghĩ khác cho cái à, rồi bây giờ đây này, ở đây là coi như họ 30 tháng 4 đi, Mỹ ký với Việt Nam một loạt luôn, thương mại, từ thương mại chính trị đến coi như đến toàn diện rồi đó. Yeah. Bây giờ là sắp tới đây cũng bắt đầu Mỹ với Việt Nam tập trận ở Biển Đông này này. Nó đi gần tới để chi quay để cho là coi như là nó cái lợi nhuận của là cả thế giới đi qua đường biển đó. Đó thì Mỹ nó với hướng về Biển Đông để gì, để nó giữ cái vùng Biển Đông đó là không được ai xâm phạm trên cái vùng Biển Đông đó. Đó nên là coi như họ để mà cùng với các nước nhỏ để mà giữ cái Biển Đông mà cái quyền lợi chung với nhau. Đó, ai qua đó là hàng hóa rất nhiều, giống như Nhật qua đó nhiều, Liên Xô, tất cả mọi trên thế giới này hàng hóa nó qua nó Biển Đông nhiều lắm. Đó, nên họ là cái gì để mà họ tập trận với Việt Nam là gì? Họ muốn tập cho quân đội hải quân của Việt Nam họ có thêm sức mạnh, họ có thêm kinh nghiệm để mà họ giữ cái biển đảo của họ. Dạ, như vậy đó. Em mới nói là qua rồi những cái thời kỳ rồi, đúng không? Bây giờ là mình lên trên có được cái mạng livestream này, mình lên mình chia sẻ. Ví dụ như anh nhìn về đất nước Việt Nam, anh nói các bạn trẻ, các bạn hãy noi gương theo. Ok, Linh. Nhà Linh phải không? Nhà Linh nói là kết bạn với em thì ok, nhà Linh. Dạ. Nhà Linh là để cái tiếng tàu đó, tiếng dạ, tiếng ok. Anh Ngọc Hoàng, anh hôm trước anh không lên được cái buổi livestream của em, thì hôm nay anh có muốn lên chia sẻ điều gì không anh Ngọc Hoàng? Họ giúp cho mình hết, họ giúp cho những người mà thiếu thốn á. Ví dụ là coi như con đông hoặc là mình làm ăn thiếu đi á, thiếu đi chút thì coi mình xin được cái thẻ khám bệnh, hay là mình mua giá rẻ, nó có nhiều chương trình lắm đó, hay là mua cái thẻ gọi là để mà khi nào mình bị gọi emergency á, cái mà khẩn cấp á. Còn mà ở Mỹ đấy mình nên á, là ở đâu cũng vậy, đất nước nào cũng vậy, cái đất nước Việt Nam mình cũng vậy và đất nước Mỹ đây cũng vậy, cái người dân á, là phải làm một người công dân tốt bằng gì? Bằng có công ăn việc làm, đó là công dân tốt rồi đó. Dạ đúng rồi, chứ không cần gì mà lên mà coi như tôi là người yêu nước lên đấu đá hay là coi như là phản biện bằng miệng rồi đấy, không được, không cần. Đi làm ăn cho tốt đi đó, rồi giữ tiền ra thì giúp cho người khác một chút đó, mà tương trợ với nhau là tốt rồi, đó là công nhân tốt rồi. Chẳng hạn những người qua Mỹ đây họ kiếm công việc làm đó, họ làm đó ít nhiều chứ, có tôi ở đây nó thiệt nổi mà coi như vậy. Chứ có một số người ở đây kể cả da đen kể da màu đủ hết á, loại mọi
họ đi làm á, họ không có trình độ mà họ đi làm muộn lương cho cao, còn lương thấp quá thì ở ở nhà mà coi như giống như hưởng trợ cấp á. Yeah. cái đó là cái em nhìn nhận là mang từ Việt Nam qua mà không muốn bỏ. Tại vì ở đây em cũng nói thêm vấn đề sinh viên Việt Nam cũng cũng có một số đã như thế rồi. Đi làm thì muốn ăn trên ngồi trước, dù biết rằng bản thân mình chưa có kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa, đi làm muốn đồng lương cao thôi chứ không muốn đồng lương thấp. Mà cái gì nó cũng phải từ thấp lên cao chứ không phải tự dưng ở đâu rồi có một người nào ta nhảy vô làm hơn mình, thì lúc đó rồi người đó con ông cháu cha rồi đó. Người đó là có đút lót rồi đó. Cứ bữa, nhận thức kiểu đi đó thì làm sao. Tôi nói ở Việt Nam đây này, Bình Dương này, tôi về Việt Nam nhiều khi mà coi tôi hồi trước á, tôi thiệt là coi kêu họ là họ làm liền. Giống như mình về nghĩa là có cái đầu mình kêu một người nào đó, rồi mình nói họ thấy cái vì mình mới về cái là mở cửa là nhiều khi bụi bặm nó bay vào nhà là chùi rửa, mà một người đó họ làm khoảng chừng 2-3 tiếng thôi, 2-3 tiếng mà coi như là cho họ 200.000 á là họ mừng lắm. Dạ, họ mừng mà lắm, bữa đó, mà bữa nay á kia họ không đi làm đó. Kia họ không đi làm. Tôi thấy hồi trước mà kêu tới giống như mình cần moi một cây nào đó, chặt cái cây nào hay là bụi tre nào đó, mình kêu tới á là nó làm kia, mình cho họ 100.000 á, 200.000 họ làm liền. Là họ làm mà liền, bữa đúng à, bữa nay có không làm, bữa nay không làm. Không làm đúng không? Mà cho đồ thì nó lấy liền. Ví dụ mình về một thùng hàng đó, mình cho người hai cái đó, nó lấy xong là cái rồi bữa bữa sau cái mình đây có thằng cu sĩ đó, cái nó mỏng nó bự con lắm, cái nó vô đây làm cho chủ chút nó đấy, rồi ta cho tiền, rồi cái hắn con bừng cho chủ đi. Bữa nay đấy, bữa nay làm biển nữa, bữa nay nó có ăn đó. có ăn là biết. Nên thật ra em nói là em ở đây em rất thích là cái môi trường làm việc của Mỹ. Họ là tìm một cách để họ tự động cho người dân, kích thích người dân phải làm, chứ không phải như người ở Việt Nam mình thì cái ý thức người dân đi làm việc đó thì không có cái gì ràng buộc. Nên đôi lúc khi em nói là họ làm nửa ngày thôi, còn nửa ngày họ cảm thấy nhiều khi họ buồn buồn, họ nản, họ chán gì, họ ghi một cái đơn, họ đau đầu quá, họ xin nghỉ. Tôi nói thiệt với Bình Dương này nè. Hồi trước mà có những cách đây mà con đi học, nó chưa ra trường, nó còn học và coi như ngang từ nó chỗ high school lên á. Một tháng như vậy cái chi phí ra mày không? 7-8.000 đô một tháng. 7-8.000 đô một tháng. Lúc đó là tôi làm á một tuần 7 ngày luôn, làm một tháng 30 ngày, làm đủ hết luôn, không nghỉ ngày nào hết á. Vì mình làm á mình cần tiền để cho con mình ăn học đó. 5 đứa con, một đứa một chiếc xe, 5 đứa một chiếc xe 20.000 rồi, 5 đứa thành 100.000 rồi, rồi đóng bảo hiểm hạng nữa, xe đóng bảo hiểm mà tôi nhỏ là nó chạy nó bảo hiểm nó cao nữa. Như xe tôi á là 600-700 mấy một năm, mà xe tôi hẳn là 1.000 mấy lần, vì tôi nhỏ tuổi á nó đóng phải cao lên. Thì đó là cái nhu cầu vật chất mình có thì buộc mình phải làm thôi. Nên tại lúc nãy thì có cái anh Ngọc Hoàng á, thật ra thì em nghe ảnh nói chuyện ở bên room của bạn Giang Trần, thì anh ấy ảnh có những cái chỉ trích rất nhiều, nên em muốn anh lên chia sẻ thêm. Tại vì anh nghe bạn Giang Trần nói từ sinh á thì anh không thích, anh nói bên Mỹ không ai dùng từ sinh hết, là tôi muốn làm việc này, tôi muốn làm việc kia chứ tôi không có sinh. Nên anh bạn Nguyệt à, nên, anh bạn Nguyệt à, đừng chỉ anh Cầm Nguyệt á. Cầm Nguyệt tỉnh tinh vui lắm, coi như là nhiều khi anh cũng nói là tao muốn chửi á, tao muốn chửi là anh muốn chửi mấy cái tụi mà xào xào lá bên này á. Chẳng phải là anh Cầm Nguyệt là thân với tôi lắm, anh cái hay gọi tôi nói chuyện chơi rồi. Mà anh là quay người lĩnh Việt Nam Cộng Hòa đó nha. nên em mới nói là lúc nãy em có chia sẻ thật sự khi lên livestream đây, thì đôi lúc nhiều khi
những cái thành phần mà gọi là bao quay xỏ lá lên đó, thì nhiều khi tụi em nói thì em rất ngại, và đôi lúc nhiều khi đụng chạm đến các anh các chú, những người đi lính Việt Nam Cộng Hòa, thì những người người ta không có nghĩ một cái điều gì đó, nhưng mà những cái thành phần mà gọi là đó, thì mình đôi lúc mình vô tình mình nói thì mất đi một cái hòa khí giữa anh em đó. Em thì thật sự em còn riêng bản thân em có quan niệm rất rõ ràng là dù anh chị ở đâu, anh chị như thế nào, đó là việc. Còn cái chuyện mình lên nói, mình người Việt Nam nhau nói chuyện được với nhau, với những cái câu chuyện, câu trò chia sẻ với nhau là quý với nhau rồi. Anh Tân Hữu như này, để tôi nói là với cái từ mà xỏ lá. Cái xỏ lá là cái từ như vậy để mình dịch ra cho coi như các bạn hiểu thêm cái từ mà coi như xỏ lá. Cái xỏ lá là cái người mà quay gọi là nó hay đi tìm những cái lời mà hóc búa, những cái lời mà coi như gọi là dùng những cái từ ngữ mà coi như là gọi là xiên xẻo á, rồi coi như đâm xỉ á, là cái loại người đó là kêu là xỏ lá. Đó, xỏ lá là nó muốn xuyên qua những cái ngọn lá đó, là coi như nó muốn đi xẻo quá, đi xiên lá, hay là nó muốn là coi như đưa cái lời gì nó muốn đưa, thì thành ra mình dùng cái loại là xỏ lá. Như vậy xỏ lá là nó không có nó thật người. Thì hồi đó coi như là anh nói là xỏ lá là đúng đấy. Nè anh Ngọc Hoàng, không phải là tụi em không muốn, nhưng cái đất nước của tụi em là đất nước đang phát triển, đất nước Việt Nam đang phát triển. Khi nào chính phủ đủ nguồn tài chính, họ lo được cái an sinh xã hội, thì chắc chắn người dân Việt Nam cũng sẽ được hưởng buồn những thứ và đó, cái thời gian đó và cái thời gian gần đây. Anh Ngọc Hoàng, để cho tôi nói là coi như cái vấn đề của anh Ngọc Hoàng đó nè, không biết anh chắc anh ở Mỹ, tôi nghĩ anh ở Mỹ nên anh dạ. Anh em tôi nói anh Ngọc Hoàng như vậy nè, anh cũng ở Mỹ, tôi ở Mỹ. Cái chỗ mà anh nói là nhận free á, ở đây tôi giải thích cho anh cái chữ free. Cái chữ free á là những người low income, những người không vô sản á, họ được nhận tiền free này, họ được nhận tiền nhà ở free này, họ nhận được là cái những cái bảo hiểm free. Đó là họ vô sản. Mà cái free đây á là không phải từ cái tiền của là chính phủ họ cho, mà chính cái thuế của người dân đóng ra, các cái hạng xưởng đóng ra cái tiền đó, nó vào cái kho bạc của nhà nước. Rồi nhà nước á cũng phải cần in tiền ra nữa, cũng tốn giấy mực, tốn công nhân để in ra tiền nữa. Thì cái đó á, là không thể là anh dùng là free. Nhưng mà tôi nói anh á, họ ăn từ cái người mà đóng thuế nha. Cái phí đây là phí từ cái người đóng thuế, chứ không phải là phí nó chỗ mà anh tự nhiên có đâu. Còn á, người mà làm ăn á mà đủ á thì không bao giờ anh xin được cái gì hết á. Anh có nhà cửa, có xe, có tài sản, có nhà băng, tiền trong nhà băng, anh có đất đai, không bao giờ anh xin được cái tiền phí này hết á, nghe anh Ngọc Hoàng. Thành ra anh dùng cái chữ á, không muốn phí à. Tôi nói thiệt anh á, những người nào ăn ở Mỹ đây mà phí á, hãy quay lại đi, hãy quay lại cái tiền phí đó như thế nào. Cái phí đó là phí từ cái tiền tiền thuế ra là hết tất của dân hết, và phí từ cái tiền của Mỹ đó nó in ra cho anh ăn, chẳng có cái gì mà trên trời được xuống mà phí hết đó, anh được không? Ok, đó, thành ra tôi trả lời cho anh là coi để mà anh biết á, anh đừng dùng cái tiền phí nữa, đừng có nói là ở Việt Nam không muốn phí à, ở Việt Nam có phí kia. Phí cho mấy người già đó, tiền già này, có tiền già này, thẻ khám bệnh này, rồi tiền yeah. Mấy người tàn tật này, họ cho phí đó, đó là tiền phí, nha. Ok, rồi tiếp tục mình nói chuyện khác đi. Dạ yeah, rồi, ok. Đó, thế này, nếu anh có ai lên thì cứ lên, có anh Băng nữa này, có anh Băng Nguyễn này, ở Ngọc Hoàng này, ở Âu Châu. Dạ, hình như có anh Cao Nguyễn, anh muốn lên không? Anh Cao Nguyễn không lên đâu, anh không lên đâu. Dạ anh có gửi cái camera nhỉ? Hả, hỏi đi, hay là để cho Nhã Linh lên nha. Nhã Linh ở Đài Loan lên. Dạ dạ em biết nói chuyện. Nhã Linh. Ok thôi, vậy mình vài lời chia sẻ phải để cho. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Đây, chào mọi người dạ, nha rồi. Chúc mọi người sức khỏe. Dạ rồi, cảm ơn anh. Bye bye.